Trân trọng kính chào tái ngộ các khán giả thân mến của Vietfix Today đến cùng Thay Lời Dịp và Anh Dũng trong ngày hôm nay thứ Tư ngày 18 tháng 11 năm 2020. Trước hết là một lời cầu chúc tốt đẹp, xin cầu chúc tất cả chúng ta vẫn sức khỏe dồi dào và an bình thưa quý vị, nhất là trong tình hình dịch bệnh lại trở lại một cách nghiêm trọng. Xin kính chào quý vị, xin kính chào anh Dũng. Trong tuần này anh có kế hoạch đi ra ngoài ăn không? Hủy bỏ hết rồi. Thì bây giờ đã nói như vậy rồi, bây giờ các cái nhà hàng người ta cũng lại phải đóng ở bên trong phải không ạ, đưa ra ngoài hết và cái số lượng cũng hạn chế lại bớt so với trước đây. Thành ra thôi còn thú vị gì nữa mình đi ăn á, thì thí dụ như bây giờ hai vợ chồng già đi ăn nhau thì con cái nhà nó cũng lo, nó nói thôi sao mà đi ra ngoài làm cái gì, lớn tuổi rồi la là lỡ lây bệnh về, rồi thí dụ mình ăn miếng đó nó không ngon không biết tới đâu, mà rồi về mình nghe con cái nó cằn nhằn nó mất ngon. Thành ra thôi nghỉ, ở nhà ăn cho rồi. Ở nhà chung mời đêm ăn. Thưa quý vị, trong tuần này đó, đáng lẽ ra là tối ngày hôm nay tôi đã có đặt chỗ ở một nhà hàng. Nhưng mà sau khi mà nghe cái lệnh mới này thì gọi cái confirm này đó, họ nói là bây giờ họ hoàn toàn là họ đóng cửa luôn. Không có phục vụ bên trong mà cũng chưa có chuẩn bị để phục vụ bên ngoài. Tại vì cái thời buổi này phục vụ bên ngoài, có một số nhà hàng là họ ở cái tầng 2. Thì khi muốn mà phục vụ bên ngoài thì họ nhân viên của họ phải chạy lên chạy xuống, chạy lên chạy xuống. Thì và cũng như là trong cái thời buổi này muốn phục vụ bên ngoài, ngoài cái việc mà mướn lều rồi còn phải mướn luôn những cái máy mà heater, cái máy sưởi ấm cho có thôi chứ cô không biết là sưởi ấm được bao nhiêu. Cho nên một số nhà hàng mà tôi quen thì họ cũng tạm thời đóng cửa trong cái thời điểm này, rất là tội cho những người mà đang chuẩn bị, đáng lý ra là họ phải nhờ đến cái mùa lễ Thanksgiving để mà kiếm được một cái số doanh thu lớn cho thương vụ của họ trong năm. Nhưng mà thì đúng rồi, cái mùa lễ năm nay là nó sẽ gặp rất là nhiều vất vả cho không những riêng ngành nghề nhà hàng không thôi mà còn các ngành nghề khác nữa. Thành ra thôi chúng ta cũng cố gắng để làm sao trải qua một cái giai đoạn gay go nữa rồi sau đó mở cửa lại, phải nói chắc là hy vọng là nó trùng vào cái thời điểm mà vaccine nó lả ra thì có thể nó sẽ cứu vãn tình hình và nó tạo cho một cái cú thúc đẩy cho kinh tế trong sang năm đó. Thì chắc chúng ta cũng hy vọng vào điều đó thôi chứ không biết nói điều gì hơn. Có lẽ là chúng tôi đi vô trong bản tin trong ngày hôm nay luôn. Dạ, thưa quý vị, quận hạt có đông dân số nhất ở tại tiểu bang California, đó là quận hạt Los Angeles, hiện nay vừa mới đưa ra những cái hướng dẫn cũng như là lệnh mới liên quan đến vấn đề kiềm chế dịch bệnh coronavirus. Thì bắt đầu từ thứ sáu này, các doanh nghiệp ở tại quận hạt Los Angeles phải coi như là thi hành cái lệnh giới nghiêm mới, bắt đầu là nguyên là sau 10 giờ tối thì các doanh nghiệp ở tại đây sẽ phải đóng cửa. Nó có một số cái ngoại lệ thôi liên quan đến các ngành nghề thiết yếu, còn ngoài ra những doanh nghiệp còn lại là phải đóng cửa sau 10 giờ đêm. Vì trong quận hạt này với hơn 10 triệu cư dân ở tại Los Angeles thì cái số nhập viện trong tuần vừa qua đó đã gia tăng đáng kể 30% trong một cái thời gian ngắn vừa qua, chỉ có 2-3 tuần vừa qua thôi, và cái số người nhập viện vì COVID-19 đã gia tăng 30%. Và vì vậy cái lệnh giới nghiêm đã bắt đầu được áp dụng ở tại Los Angeles, và cái lệnh đó nó sẽ được áp dụng vào ngày thứ sáu của tuần này. Cho nên là nếu quý vị nào là chủ của những cơ sở thương mại nhỏ ở tại LA thì xin để ý cho là vào thứ sáu này sẽ có cái lệnh giới nghiêm từ 10 giờ đêm. Và LA cũng không phải là cái quận hạt hay là cái nơi đầu tiên có những cái chuyện như vậy. Tại tiểu bang Ohio thì cũng trong ngày hôm qua, thống đốc của tiểu bang Ohio, ông Mike DeWine cũng đã ra lệnh một cái lệnh giới nghiêm toàn tiểu bang kéo dài 3 tuần. Đó là từ 10 giờ đêm cho tới 5 giờ sáng thì mọi người không nên đi ra đường hay là không được ra đường, và các doanh nghiệp cũng sẽ không được mở cửa ở tại tiểu bang Ohio. Đó là một cái tin phụ chúng tôi đưa thêm vô trong một bản tin liên quan đến Los Angeles. Như vậy là quý vị đang ở đâu, ở tiểu bang nào, địa phương nào thì chúng ta cũng cần theo dõi các cái tin tức ở địa phương của mình để xem những cái quy định mới liệu là nơi chúng ta cư ngụ có nằm ở trong các cái tình trạng như thế này hay không, để chúng ta có thể tuân theo các cái điều luật đó. Sang qua bản tin liên quan đến nước Áo, thưa quý vị, trong ngày hôm qua thì chúng tôi cũng gửi đến quý vị những cái tin tức liên quan đến tình hình tại Paris. Với cái con số người nhiễm bệnh dương tính với COVID-19 đã vượt lên trên con số 2 triệu tại Pháp, thì ngày hôm nay ở tại Áo đó, cũng đã có những cái con số liên quan.
Trường hợp nhiễm bệnh được xác nhận cho đến ngày hôm nay tại nước Áo là 221.688 trường hợp và số người tử vong đã lên đến 2.054 người. Và chính phủ của nước Áo đã đưa ra những cái quy định chặt chẽ hơn trong cái việc ngăn ngừa COVID-19 lây lan trong thời gian sắp tới. Vào bắt đầu tính từ ngày hôm qua là ngày 17 tháng 11 đó, thì người dân ở tại thủ đô nước Áo và các cái tỉnh thành đặc biệt ở tại nước Áo thì chỉ được phép ra đường đối với những cái lý do thật sự cần thiết và đặc biệt, chẳng hạn như là phải đi làm việc, đi mua sắm thực phẩm thiết yếu, tức là mua những cái nhu yếu phẩm thôi, chứ không phải là đi mua shopping mà có thể đi ra ngoài được, hoặc là đi đến điểm hẹn với bác sĩ, hoặc là những cái vấn đề y tế, hoặc là đi mua thuốc. Các cái hoạt động mà sinh hoạt ở ngoài trời đó thì vẫn được tiếp tục, chẳng hạn như chạy tập thể dục ở ngoài trời thì vẫn được cho phép. Đây là theo cái trang mạng của Bộ Nội vụ nước Áo đã đưa ra vào ngày hôm qua. Trong khi mà đi mua những cái thực món hàng nhu yếu phẩm thì nhà thuốc tây, ngân hàng thì cũng được tiếp tục mở. Tuy nhiên các cái ngành nghề như là các cái quán bar, quán rượu và nhà hàng thì hoàn toàn đóng cửa, trường học cũng phải đóng cửa và cái việc dạy học thì được thực hiện qua mạng. Và người ta cũng được thúc giục là nếu cần, nếu được đó, thì nên làm việc tại nhà hơn là đi đến sở làm. Và đây là những cái luật lệ mà quy định có vẻ như là gắt gao nhất tại nước Áo tính cho đến giờ phút này, với cái tình hình nước của họ đang cũng đang gia tăng. Như vậy là Áo, Pháp và có bản tin là miền Nam nước Ý cũng đang đặt trong những cái tình trạng mà có thể sẽ đưa đến cái việc mà siết chặt hơn các cái quy định của chính quyền đối với các cái địa phương này. Trở lại với cái tin tức từ Hoa Thịnh Đốn, thưa quý vị, trong ngày hôm qua thì Thượng viện Hoa Kỳ đã không đủ túc số để mà thông qua cái sự đề cử của bà Shelton liên quan đến cái việc mà bà đã được Tổng thống Donald Trump đề cử đi vô trong Cục Dự trữ Liên bang. Judy Shelton đã không hội đủ túc số để mà được bổ nhiệm vào cơ quan tài chính này, tại vì có 3 thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa đã bất đồng với cái sự đề cử nói trên, vì bà có những cái chính sách hay là có những cái tư tưởng mà họ cho rằng là không có phù hợp để mà bảo vệ cái sự độc lập của Cục Dự trữ Liên bang, một cơ quan chính phủ được thiết lập để mà đưa ra những cái chính sách tiền tệ cũng như là tài chính cho nước Mỹ. Và vì 3 vị thượng nghị sĩ này đã không có ủng hộ bà Judy Shelton, một người thì cáo bệnh vì vấn đề COVID-19, 2 người bỏ phiếu ngược lại bà, một người không tới bỏ phiếu. Và sau đó thì khi mà phó tổng thống đắc cử Kamala Harris từ Delaware lái xe ngược lại về Hoa Thịnh Đốn để mà bỏ phiếu chống bà này, thì cái sự đề cử của bà này trong ngày hôm qua đã thất bại. Không biết là trong từ đây tới cuối tuần, thượng nghị sĩ Mitch McConnell có đưa cái hồ sơ này lên để mà cho các thượng nghị sĩ bỏ phiếu lại nữa hay không. Còn nếu mà không đó, thì sau cái mùa lễ Thanksgiving, coi như là cái khung thời gian mà để đề cử hay là bổ nhiệm bà này, coi như là nó sẽ trôi qua. Trong khi đó thì tòa thượng thẩm ở tại Pennsylvania trong ngày hôm qua cũng đã đưa ra một cái phán quyết có vẻ là bất lợi cho phía chiến dịch của Tổng thống Donald Trump. Theo một cái phán quyết đưa ra ngày hôm qua mà với cái sự biểu quyết 5-2 đứng về phía tiểu bang, thì cho rằng một người mà đứng ra để quan sát, một quan sát viên đứng vào tham gia cái cuộc kiểm phiếu ở tại Pennsylvania đó, không có quyền đứng cách xa nhân viên kiểm phiếu ở bất cứ khoảng cách cụ thể nào, và tùy thuộc vào quyết định của các quận hạt đối với những quan sát viên này sẽ có thể được đứng ở đâu. Tức là trước đây người ta muốn là các quan sát viên phải đứng gần trong một cái khoảng cách nhất định để có thể giám sát tất cả những cái việc kiểm phiếu của các nhân viên làm việc ở trong văn phòng kiểm phiếu này. Thì cái phán quyết của tòa án thượng thẩm ở tại Pennsylvania đó đã làm cho phía của chiến dịch của Tổng thống Donald Trump có vẻ cảm thấy là không có thoải mái và không có thỏa đáng, vì là họ đã yêu cầu những cái điều này không những chỉ riêng ở Pennsylvania mà còn một số các cái địa điểm khác ở các tiểu bang khác. Cho nên đây có thể xem là một cái cũng có một thất bại trong cái việc này đối với cái việc kiểm phiếu hiện nay đang diễn ra ở những cái tiểu bang trọng điểm, những cái tiểu bang chiến địa mà chúng ta đã quan tâm từ trước tới nay. Trong lúc đó thì các luật sư của Tổng thống Donald Trump và được dẫn đầu bởi luật sư Rudy Giuliani đó,
thì cũng đang tranh cãi trước tòa án ở tại Williamsport về việc gian lận bầu cử trong phiếu khiếm diện ở tại Pennsylvania. Và phán quyết được đưa ra khi mà cái phiên xử này nó tạm ngừng vì các cái đường dây cho phép, các cái đường dây điện thoại đó, để cho phép liên lạc với văn phòng, với những cái với lại về công chúng theo dõi cái chương trình này nó bị hư, cho nên là phải tạm ngừng lại. Cho nên là tất cả những cái đơn khiếu kiện của chiến dịch Tổng thống Donald Trump đến nay đó, hầu như là nó chưa có tỏ ra hiệu quả một cách rõ rệt ở các tiểu bang. Đó là những cái tin tức liên quan đến những cái đơn kiện này của chiến dịch Tổng thống Donald Trump. Thưa quý vị, trở lại với tiểu bang Georgia thì trong ngày hôm qua, Thượng nghị sĩ Kelly Loeffler đã đồng ý có một cái cuộc tranh luận với đối thủ của bà bên đảng Dân Chủ, đó là mục sư Raphael Warnock. Hai người dự trù sẽ có một cái cuộc tranh luận với nhau vào ngày 6 Tây tháng 12. Quý vị đang thấy trên màn hình là chân dung của hai ứng cử viên này. Bà Kelly Loeffler là một trong hai thượng nghị sĩ bên đảng Cộng Hòa hiện nay đang phải gọi là vất vả để mà giữ cái ghế của mình trong cái cuộc bầu cử đặc biệt vào ngày 5 Tây tháng Giêng tới đây. Nếu mà bà Kelly Loeffler cũng như là cái người đồng nghiệp của bà, cái người đồng viện của bà là David Perdue giữ được cái hai ghế này thì khối đa số của tại khối đa số của khối Cộng Hòa tại Thượng viện sẽ được duy trì với cái tỷ lệ là 52-48. Nếu mà bà và ông David Perdue thất cử trong đầu tháng Giêng thì cái cán cân chính trị ở tại Thượng viện nó sẽ đổi thành là 50-50. Liên quan đến một bản tin đã diễn ra vào trưa ngày hôm qua, thưa quý vị, thì người ta đã thấy rằng Tổng thống Donald Trump ngày hôm qua cũng đã lên trên Twitter của mình và tuyên bố là sẽ sa thải một nhân viên cao cấp của Bộ Nội an Hoa Kỳ. Đây là một nhân viên làm việc ở trong ngành an ninh mạng. Tổng thống Donald Trump vào ngày 17 tháng Giêng, tức là ngày hôm qua, ngày 17 tháng 11, chúng tôi xin lỗi, đã lên tiếng để sa thải viên chức hàng đầu phụ trách về vấn đề an ninh mạng. Đó là ông Chris Krebs, và đưa ra tuyên bố là hoàn toàn không chính xác về cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11 diễn ra một cách an toàn, cũng như là bác bỏ những cái điều có gian lận trước đây. Tổng thống Donald Trump đã đưa các cáo buộc về cuộc bầu cử mà ông nói là có gian lận và đã từ chối thừa nhận thất bại trước Tổng thống đắc cử Joe Biden. Và các cái tin tức cho hay rằng chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump đã tiến hành một loạt các vụ kiện mà chúng ta đã biết tại các tiểu bang trọng yếu. Ở tại Bộ Nội an thì nhiệm vụ của ông Krebs là bảo vệ cuộc bầu cử Hoa Kỳ năm nay, đặc biệt đó là khỏi cái vấn đề tin tặc, cũng như ngăn chặn các cái tình trạng tung tin thất thiệt về cuộc bầu cử năm nay. Và ông đã được các nhà lập pháp từ cả hai đảng, các quan chức bầu cử trên cả nước đồng thuận với những cái hoạt động của ông trong thời gian qua. Và ông là một cái gương mặt đại diện cho cái ngành an ninh mạng mà mọi người đều tin tưởng. Và hiếm có một cái viên chức nào mà được cả giới chức cao cấp của hai đảng đều ủng hộ với cái mức cao như là ông Chris Krebs. Tuy nhiên, theo hãng tin Reuters, thì ông đã bị chính Tổng thống Donald Trump và các đồng minh chỉ trích vì không hậu thuẫn đối với các cáo buộc về sự can thiệp bầu cử, là trong nói là có những cái gian lận về cuộc bầu cử đó. Vào tuần trước thì ông Krebs cũng nói với các cộng sự của ông rằng ông nghĩ là ông sẽ bị sa thải. Ông nói với các bạn đồng việc của ông vào hôm thứ Năm tuần rồi. Và tuần này thì ông đã chính thức bị sa thải. Quý vị đã thấy trên cái Twitter vừa rồi thì Tổng thống Donald Trump nói rằng ông Krebs đã cố tình trấn an mọi người bằng những cái tuyên bố hoàn toàn không có chính xác về cuộc bầu cử đã được bảo đảm an toàn, có gian lận và có những cái sai phạm lớn. Trong đó có việc là người chết đi bỏ phiếu, những người giám sát bỏ phiếu không được vào để mà đứng quan sát tại các địa điểm kiểm phiếu, và các cái lỗi từ những cái chiếc máy bỏ phiếu đã chuyển phiếu bầu từ ông Trump sang cho bên ứng cử viên Joe Biden vào lúc đó. Thì đó là những cái điều mà Tổng thống Donald Trump đã lên tiếng cáo buộc và đưa ra để cho cái lý lẽ để ông sa thải ông Chris Krebs. Thưa quý vị, cũng tin tức liên quan đến vấn đề bầu cử thì trong một cái quyết định đảo ngược lại, một ủy ban bao gồm hai thành viên của đảng Dân Chủ cũng như là hai thành viên của đảng Cộng Hòa phụ trách cái vấn đề mà gọi là kiểm duyệt các phiếu bầu ở tại quận hạt Wayne County, quận hạt lớn nhất của tiểu bang Michigan, đã bỏ phiếu để mà xác nhận cái kết quả bầu cử của quận hạt này và đã giao cái hồ sơ này lên cho cấp tiểu bang để mà chờ tiểu bang Michigan xác nhận cái kết quả
của cuộc bầu cử toàn thứ bang. Quận hạt Wayne County là nơi có thành phố Detroit, một trong những thành phố rất là lớn của nước Mỹ, và đây là một thành phố gọi là một cái thành trì của đảng Dân Chủ. Và người ta cho rằng là tại sao mà ông Joe Biden có thể giành được một sự thắng lợi với hơn 148.000 lá phiếu ở tại tiểu bang Michigan là cũng nhờ vào thành phố Detroit trong quận hạt Wayne County. Thì sau khi mà Wayne County đã xác nhận cái việc này, nó đồng nghĩa với cái việc rằng là cái bước kế tiếp là tiểu bang Michigan sẽ có thể bắt đầu làm thủ tục để mà certify hay là chứng nhận cái kết quả của cuộc bầu cử mà ông Joe Biden đang dẫn đầu hiện nay với phiếu phổ thông ở tại tiểu bang Michigan. Cũng liên quan đến bản tin vừa nêu, thưa quý vị, thì thư ký tiểu bang ở tại tiểu bang Michigan trong ngày hôm qua cũng đã có một cuộc phỏng vấn với các phóng viên truyền hình. Và qua đó thì bà cũng nói rằng trong lúc mà bà đang trình bày những cái sự việc đó, bà là bà Jocelyn Benson, bà cũng thuộc đảng Dân Chủ ở tại Michigan. Thì bà nói là trong lúc tôi đang nói chuyện thì hội đồng quản trị của Wayne County thực sự đã đảo ngược quyết định trước đây của họ và bỏ phiếu với con số là 4-0 để chứng nhận kết quả đầy đủ, bao gồm cả thành phố Detroit nằm ở trong quận hạt ở Wayne County. Và có vẻ như là sự thật đã thắng trong kịch bản này. Về vấn đề cơ bản thì bằng chứng rõ ràng là không có sự bất thường nào, không có bằng chứng về gian lận tràn lan. Và trên thực tế thì chúng chỉ đơn giản là những sai sót nhỏ như chúng ta đang và đã thảo luận. Thực sự là có ít điều sai sót so với các cuộc bầu cử trước đây. Và đó thực sự không phải là lý do hợp lệ, theo quan điểm của tôi. Và dường như cuối cùng là hội đồng quản trị cũng đã có một cái quyết định như vậy để vô hiệu hóa và làm cho tất cả những cái kết quả cho đến giờ phút này trở thành hợp lệ. Đó là lời tuyên bố của bà thư ký tiểu bang Michigan liên quan đến sự việc vừa nêu. Và thưa quý vị, một tiểu bang khác cũng rất là gần với tiểu bang Michigan cũng cho biết rằng là hiện nay họ đang chuẩn bị trong trường hợp là ban tranh cử của Tổng thống Donald Trump muốn yêu cầu một cuộc tái kiểm phiếu, đó là tại tiểu bang Wisconsin. Tuy nhiên cái người gọi là thư ký của tiểu bang này cho biết rằng là cái chi phí để mà bên ông Trump yêu cầu tái kiểm phiếu nó sẽ rất là đắt đỏ, vì trong cái thời gian COVID-19 cái chi phí nó được gia tăng rất là nhiều, khi mà tiểu bang Wisconsin sẽ phải mướn thêm nhân viên, mướn thêm các nhân viên an ninh vân vân, và những dụng cụ thiết bị bảo hộ để mà cho các nhân viên tái kiểm phiếu có thể đếm bằng tay. Thì cái chi phí để mà tái kiểm phiếu ở tiểu bang Wisconsin là 7.900.000 Mỹ kim nếu mà muốn thực hiện một cái cuộc gọi là tái kiểm phiếu toàn tiểu bang với hơn 72 quận hạt tại tiểu bang này. Và trong hiện nay thì người ta cho rằng là Tổng thống Donald Trump sẽ phải quyết định sớm, tại vì cái thời hạn mà để cho bên ông có thể yêu cầu một tái kiểm phiếu nó cũng sắp tới, chứ không phải là có thể đợi chờ suốt tới tháng 12 đâu. Có lẽ trong vòng một tuần nữa thì ông phải quyết định rằng là có yêu cầu một cuộc tái kiểm phiếu ở tại tiểu bang Wisconsin hay không. Vâng, thưa quý vị, và đó là những cái tin tức liên quan đến vấn đề chính trị cũng như là về vấn đề bầu cử trong thời gian vừa qua tại Hoa Kỳ. Bây giờ thì chúng ta tạm gác những cái tin tức nghe có vẻ nó không có được vui tươi này tại một bên, để chúng ta cùng gửi lời chúc mừng sinh nhật. Ngày hôm nay, thưa quý vị, ngày 18 tháng 11 là ngày sinh nhật chính thức của cặp đôi Mickey Mouse và Minnie Mouse. Người ta còn nhớ rằng vào năm 1928, bộ phim hoạt họa đầu tiên mà cặp đôi này đã cùng tham gia, đó là ngày 18 tháng 11 năm 1928, trong bộ phim có tựa đề là Steamboat Willie, đã được phát hành một cách rộng rãi, phát hành tại New York và sau đó là được chiếu rộng rãi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Như vậy là ngày hôm nay, sau 92 năm, thì người ta lại chứng kiến là hai nhân vật nổi tiếng này mà nó đã đi sâu vào trong lòng của nhiều thế hệ trẻ em ở tại Hoa Kỳ. Năm nay họ tròn 92 tuổi. Đây là Mickey Mouse và Minnie Mouse. Chưa có cái cặp cặp đôi nào mà 92 tuổi mà nhìn vẫn như là ngày nào vẫn còn phơi phới thanh xuân ha. Vâng. Thành ra trong bản tin người ta là năm nay là Mickey Mouse và Minnie Mouse chỉ mới 92 years young, chứ không có xài chữ years old. Vâng, thưa quý vị, và bây giờ kính mời quý vị bước vào với chuyện trong ngày.
Chuyện trong ngày trở lại cùng quý khán giả thân mến. Kính thưa quý vị, với kết quả bầu cử hiện nay vẫn còn chưa ngã ngũ và kết quả chính thức cuối cùng vẫn còn chưa được công nhận. Trong khi đó thì tình hình dịch bệnh COVID-19 gia tăng một cách đáng quan ngại. Song song với đó là kinh tế Hoa Kỳ lại vãi chấp nhận một thời gian tạm ngưng hoạt động, ít nhất là trong vòng 2 tuần sắp tới. Đối với một số người dân Hoa Kỳ, vấn đề hiện nay nhiều người quan tâm là cái việc rất nhiều người sẽ phải bị tống ra khỏi những nơi mà họ đang cư ngụ vì không có đủ tiền để trả chi phí thuê hoặc là trả chi phí mua nhà. Đó là một thực tế hiện nay đang diễn ra mà rất nhiều người đang quan tâm. Và hầu hết những người này họ đang mong chờ vào cái gói cứu trợ thứ hai mà Hạ viện và Thượng viện vẫn còn đang đặt trên bàn. Trong những ngày vừa qua thì phía lãnh đạo Dân Chủ, bà Nancy Pelosi và ông Chuck Schumer cũng đã đệ đạt một lá thư để mời ông Chủ tịch Thượng viện Hoa Kỳ Mitch McConnell cùng vào ngồi vào ngay bàn đàm phán trở lại để tiếp tục bàn bạc về việc giải quyết gói cứu trợ lần thứ hai. Trước cuộc bầu cử thì người ta nghĩ rằng đây là một cái ngón đòn để cho hai bên Dân Chủ và Cộng Hòa dùng để mà có thể kiếm thêm cử tri của mình. Bây giờ thì sau khi bầu cử đã xong thì cái phần nó sẽ được sử dụng như một lá bài của đảng này để đối phó với đảng kia, nó thuộc về bàn của bên nào. Chúng ta sẽ cùng theo dõi phần phân tích với Thái Lê Diệp sau đây để liệu xem rằng gói cứu trợ thứ hai này có phải là một ngón đòn chính trị mà cả hai bên lại đang tiếp tục áp dụng trong tình hình nhiều người đang cần đến nó hay không? Thưa quý vị, những cái điều khoản trong cái gói cứu trợ mà hai bên đều đồng ý đó thì họ đã cũng đã đồng ý rồi. Và họ đã đồng ý từ trước vào mùa thu rồi chứ không phải là đợi tới ngày hôm nay. Tuy nhiên có một điểm chúng tôi muốn chia sẻ rằng là trước ngày bầu cử hay là ít nhất là độ trước một tháng ngày của ngày bầu cử đó thì Tổng thống Donald Trump cần cái gói cứu trợ này hơn. Nhưng bây giờ sau ngày bầu cử rồi thì bây giờ chính là ông Joe Biden và cũng như là phe Dân Chủ cần cái gói cứu trợ này hơn vì những lý do sau đây. Quý vị biết rằng là nếu mà chúng ta tin rằng hay là dự trù rằng Tổng thống Donald Trump sau ngày 20 tháng Giêng của năm sau sẽ không còn tài chức nữa đó, thì cái nền kinh tế này và cái trách nhiệm cũng như cái gánh nặng này nó sẽ rơi vào trong tay của ông Joe Biden và nói chung rằng là của trong phe Dân Chủ. Thì họ sẽ chiếm được ít nhất là 2/3 của các cơ quan nắm quyền của thủ đô Hoa Thành Đốn. Thì nếu mà như vậy đó thì quý vị thấy rằng là phe Cộng Hòa họ không có những cái động lực gì nhiều để mà thông qua những gói cứu trợ theo cái ý muốn của bà Nancy Pelosi hay là của ông Joe Biden. Và vì vậy cho nên quý vị thấy rằng là trong cái thời gian tới đây, cá nhân của tôi nghĩ rằng là nó sẽ khó có một cái gói cứu trợ thứ hai trừ khi là bà Nancy Pelosi biết nhượng bộ mà nhượng bộ một cách đáng kể. Hiện nay hai bên vẫn còn đang khác biệt vô cái vấn đề này. Đó là cái vấn đề cấp ngân khoản cho các tiểu bang. Mà dĩ nhiên khi mà cấp ngân khoản cho các tiểu bang mà lấy theo cái dân số đó, thì những tiểu bang cấp tiến hay là những tiểu bang do đảng Dân Chủ kiểm soát sẽ thu về được cái số tiền nhiều hơn, thì cái đó cũng dễ hiểu là tại vì dân số của họ đông hơn thì họ sẽ nhận được những cái tiền cứu trợ nhiều hơn nếu mà tính theo đầu người. Thì những tiểu bang đó là những tiểu bang nào? Đó là những tiểu bang như là California, những tiểu bang New York, vân vân. Đây là những tiểu bang do đảng Dân Chủ kiểm soát hiện nay đang gặp nhiều cái sự khó khăn trong vấn đề mà gọi là thâm thủng ngân sách và họ đang cần đến chính quyền liên bang để mà cứu trợ. Trước đây đó thì ông Trump lại không có muốn giúp cho những tiểu bang này. Và bên Cộng Hòa ở tại Thượng viện thì quý vị thấy rằng là ông Mitch McConnell ông cũng không có mặn mòi gì lắm với cái vấn đề cái gói cứu trợ nói trên. Khi mà tòa bạch ốc bà Nancy Pelosi mà cứ giằng co với nhau và rốt cuộc họ đang bị khựng lại ở cái mức là 1.8 tỷ Mỹ Kim đó, thì bên ông McConnell ông nói rằng là ông chỉ muốn đưa ra một cái bản cứu trợ ngân sách khoảng chừng có 600.5 tỷ thôi. Thì để cho quý vị thấy được chúng tôi nói lộn, lúc đầu thì bên tòa bạch ốc và bên Hạ viện đó là họ đã đồng ý hay là họ đã ở gần được cái mức là 1.6 ngàn tỷ Mỹ Kim, còn ông McConnell thì ông đưa lại ông chỉ muốn là 600 tỷ thôi. Thì
sau khi mà nhiều người cho rằng là ông Trump chỉ còn cái độ khoảng chừng 1.5 tháng nữa tại chức, thì quý vị thấy cái thái độ của Mitch McConnell sẽ càng coi là không có sốt sắng gì với cái vấn đề này. Tại vì ông biết rằng là ông chỉ cần đợi cho tới cuối tháng Giêng thì những cái gì mà gọi là nó vất vả nhất sẽ rơi vào trong tay của bên đảng Dân Chủ. Và nếu mà nền kinh tế có bị gì đó thì cái người mà dân chúng đổ thừa là sẽ là ông Joe Biden chứ không phải là ông Donald Trump nữa. Chúng ta cần phải nhớ một cái chi tiết như thế này. Tức là trong sau khi cuộc bầu cử đó thì ở phía Dân Chủ lập tức lại đưa cái vấn đề này ra và họ muốn phải đưa lên bàn đàm phán ngay lập tức. Trước cuộc bầu cử thì chúng ta cũng nhớ rằng Tổng thống Donald Trump nói rằng sẽ không có bất cứ một cuộc đàm phán nào được thực hiện cho đến sau bầu cử. Tuy nhiên, gần đến ngày bầu cử thì ông lại đảo ngược những cái ý kiến của mình. Và ông nói rằng là cần phải đưa ra để bàn thảo lại và cần có một cái gói cao hơn. Tuy nhiên, cái người không đồng ý vào lúc đó là ông Chủ tịch Thượng viện, ông Mitch McConnell. Vào thứ Bảy tuần rồi, vài ngày vừa rồi đó, thì trên một cái tweet của mình thì Tổng thống Donald Trump cũng viết như thế này. Quốc hội bây giờ phải thực hiện dự luật cứu trợ về COVID, cần sự ủng hộ của đảng Dân Chủ và cần phải làm cho nó lớn và tập trung. Hãy hoàn thành nó đi. Đó là cái tweet của ông đã đưa vào thứ Bảy vừa qua. Tất nhiên là hiện nay ông Tổng thống Donald Trump vẫn muốn là cái việc này phải được giải quyết. Tuy nhiên cái vấn đề còn lại là nằm ở Thượng viện và đặc biệt là nằm trong tay của ông Mitch McConnell. Như vậy thì liệu là bà Nancy Pelosi và ông Chuck Schumer phải chấp nhận một cái gói cứu trợ thấp hơn mà cái số mà họ đã đưa ra, hay là ông Mitch McConnell phải nhượng bộ để đưa cái gói này ra trong tình hình khẩn cấp hiện nay về cái mặt kinh tế? Chúng tôi nghĩ rằng là bên Dân Chủ là phải nhượng bộ, tại vì kéo dài càng lâu thì như chúng tôi phân tích hồi nãy, kéo dài càng lâu thì cái trách nhiệm này sẽ nó sẽ rơi trong cái vai của ông Joe Biden thôi. Cho nên rằng là hiện nay Mitch McConnell, có thể rằng là Mitch McConnell trong vài tuần qua đó, ông vẫn lặp đi lặp lại cái khẩu hiệu bên Đảng Cộng Hòa rằng là những lá phiếu hợp pháp phải được đếm, những lá phiếu bất hợp pháp không nên đếm. Đây là cái khẩu hiệu nói để cho các gọi là cử tri bên Đảng Cộng Hòa thấy rằng là Mitch McConnell cũng đứng chung một cái chiến tuyến với lại Tổng thống Donald Trump. Nhưng mà ông McConnell cũng biết một cách rõ ràng là tới tháng Giêng thì chúng ta sẽ có một tổng thống mới. Và vì vậy ông không có gấp rút gì để mà thông qua một gói cứu trợ mà ông không có hài lòng từ cái thời gian ban đầu, thưa anh. Cho nên là chúng tôi nghĩ rằng là bà Nancy Pelosi phải nhượng bộ, còn không thôi đó thì có thể là chính phủ phải đóng cửa. Là vì cái tài khoá chúng ta sẽ nhớ là và cái tất cả những cái ngân quỹ đã sẽ cạn vào ngày 11 tháng 12 tới đây. Và nếu như hai bên mà không đưa ra một cái giải quyết trước mắt, chẳng hạn như các ngân sách cho quốc hội và cho chính quyền trong cái thời gian hoạt động đó, với cái gói ngân sách thường kỳ mỗi năm đó, cộng thêm với cái gói cứu trợ lần thứ hai này, mà nếu không được giải quyết đó, thì chắc chắn là Hoa Kỳ sẽ bế tắc vào cái thời gian tháng 12. Tại vì nó có hai cái bản ngân sách mà cho cái hoạt động bình thường của chính phủ liên bang đó, thì chắc có thể là phải họ phải đi theo cái chu kỳ là cứ 2-3 tháng thì họ phải renew hay là một lần. Còn cái vấn đề mà cái gói mà kích thích kinh tế về vấn đề COVID-19 thì nó là một cái chuyện hoàn toàn khác nữa. Và chắc là có lẽ là chúng ta phải đợi cho tới sau cái việc mà gọi là cuộc bầu cử được ngã ngũ rồi đó, chứng nhận rồi đó, thì mới xem coi là Mitch McConnell có chịu mà gọi là đi tới bàn đàm phán nữa với bên Dân Chủ hay không. Vâng, chỉ còn một cái điều duy nhất là chúng ta cũng vẫn phải chờ đợi để xem các diễn biến của nó thế nào và thái độ của cả hai bên đối với vấn đề này như thế nào trong những ngày sắp tới. Cảm ơn phần phân tích của Thái La Diệp và cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý khán giả. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều và chúng tôi xin hẹn quý vị lại vào chương trình của chiều nay. Nếu quý vị thích xem những chương trình này, xin nhấn vào nút subscribe để có được các thông tin và phóng sự mới nhất từ Việt Face TV. Thank you.